Chiếc thẻ ATM qua lời kể của Thượng tọa Thích Chân Quang, chuyện hoang đường nhảm nhí. Gần đây cộng đồng mạng xã hội đào lại đoạn video Thượng tọa Thích Chân Quang kể câu chuyện khó tin tìm lại thẻ ATM một cách thần kỳ. Lời kể của Thượng tọa Thích Chân Quang cho biết, có một người làm cán bộ rất mộ đạo, thường hay rút tiền bằng thẻ ATM. Một hôm thấy trong chùa cần một số việc nên đã dùng thẻ ATM để rút tiền, nhưng rút được 6 triệu thì máy nuốt thẻ. Do rút tiền để cúng chùa, người này đã bỏ luôn thẻ ATM. Một thời gian sau tự nhiên thấy thẻ ATM đó nằm trong ví của mình. Thượng tọa Thích Chân Quang giải thích, đấy là do vị hộ pháp thấy người cán bộ này có lòng thành tâm với chùa, nên đã lấy lại thẻ ATM và bỏ lại ví cho người này. Đây có thể nói là câu chuyện hoang đường nhảm nhí không thể có thật. Tuy nhiên qua lời kể từ Thượng tọa Thích Chân Quang, một vị tu sĩ thường xuyên giảng giải Phật Pháp cho hàng nghìn Phật tử, nhiều người đã vỗ tay hoan hỉ tán dương và tin tưởng vào câu chuyện này. Ngoài câu chuyện thần kỳ thẻ ATM, thời gian gần đây dư luận xôn xao về nhiều phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang. Đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề, ở nhiều đạo tràng thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch, cúng dường, v.v. Chính điều này, mới đây ngày 7 tháng 6, thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan này đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhằm thẩm tra rà soát xác minh những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang đang bị dư luận phản ánh. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị rà soát thẩm tra và xác minh, trong trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm. Thượng tọa Thích Đức Thiện, giáo hội đã cho làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội nổi sóng hai hiện tượng là ông Lê Anh Tú bộ hành xuyên Việt với danh xưng pháp danh Minh Tuệ và những nội dung tự suy luận tương quan nhân quả được cho là của Thượng tọa Thích Chân Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi ngắn với Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về quan điểm của giáo hội trước các hiện tượng trên. Thưa Thượng tọa, giáo hội vừa phát hành thông báo liên quan tới hiện tượng một công dân Việt Nam Lê Anh Tú, sinh năm 81, tại Hà Tĩnh, ngụ tại tỉnh Gia Lai, bộ hành xuyên Việt, cho biết đang thực hành một trong những pháp môn của Đạo Phật là khổ hạnh, hạnh đầu đà. Thượng tọa có thể chia sẻ thêm về mục đích chính của thông báo trên. Thượng tọa Thích Đức Thiện, giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn hướng dẫn cổ vũ, khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni Phật tử và mọi người trong xã hội bày tỏ niềm tin, thực hành giáo pháp, kính ngưỡng, phụng hành lời dạy của Đức Phật, tu tập các pháp môn của Đạo Phật theo đúng chính pháp, giới luật, Phật chế, cũng như phải tuân thủ theo pháp luật nhà nước. Giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo của tất cả mọi người dân. Giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn thông tin truyền thông có nội dung xuyên tạc, thiếu chính xác, thiếu khách quan liên quan đến Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tu tập theo hạnh đầu đà là một trong số các pháp môn mà người tu học Phật pháp thực hành. Hiện có những tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thực hành hạnh đầu đà, tu khổ hạnh tại các chùa, cơ sở tự viện theo đúng chánh pháp và các quy định của pháp luật. Đối với trường hợp bộ hành của ông Lê Anh Tú đã bị các TikToker, YouTuber lợi dụng, đẩy hình ảnh câu view và đưa ra nhiều bình luận xúc phạm tới Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây đang là vấn nạn câu view lợi dụng hình ảnh Phật giáo rất cần chấn chỉnh hiện nay. Do đó giáo hội có thông báo để tránh biến tướng đồng hóa với Phật giáo như một vài trường hợp đáng tiếc. Năm chú tiểu, các nhà sư ở Long An tham gia các trò chơi giải trí, thách thức danh hài, ca hát nổi sóng dư luận thời gian dài. Hiện mạng xã hội còn có một hiện tượng, đó là những trích dẫn liên quan tới các phát ngôn được cho là xuất phát từ Thượng tọa Thích Chân Quang và một hai cá nhân khác. Thượng tọa có thể cho biết hiện Thượng tọa Thích Chân Quang có tham gia vào hệ thống tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không và nhận định của giáo hội về hiện tượng này thế nào? Thượng tọa Thích Đức Thiện, về những phát ngôn của Thượng tọa Chân Quang trong một số clip dư luận phản ánh, việc này giáo hội đã giao Ban Hoằng Pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương giáo hội tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 vừa qua tại Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội, không đúng với tôn chỉ. Chúng tôi xác nhận Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương giáo hội cũng như Ban trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giáo hội cũng đang tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự. Khi có đủ cơ sở, Văn phòng Trung ương giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan đến vấn đề trên. Tới đây giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của tăng ni, nhất là trên không gian mạng. Xin tri ân Thượng tọa. Ông Thích Chân Quang và kinh Thất Kinh. Một bạn đọc gửi cho tôi một đoạn trích nói rằng đó là kinh Bát Chánh Đạo. Tôi nói Bát Chánh Đạo là con đường chân chính để giải thoát của nhà Phật, làm gì có kinh Bát Chánh Đạo, trừ khi ai đó bịa ra nó. Quả nhiên, kinh Bát Chánh Đạo là một sản phẩm do ông Thích Chân Quang biên soạn, nó thậm chí được chạy trên nền tảng Ring MP3. Tôi không biết là một trụ trì có được phép viết kinh không,
Nhưng theo tôi biết, kinh Phật của tất cả các phái bộ đã được san định hàng nghìn năm nay. Những bậc cao tăng hàng đầu cũng chưa ai viết kinh, chỉ có chú dịch. Cũng có thể cái biết của tôi còn hạn hẹp. Và đây là một đoạn mà đệ tử ông Quang thi nhau truyền tụng trong kinh của ông ấy. Đừng chê bai bừa bãi, kẻo xúc phạm bậc hiền. Nhiều kiếp tổn phước duyên, có khi sinh cầm thú. Thử phân tích, hai câu đầu đã xô đổ tinh thần chúng sinh bình đẳng của đạo Phật. Xúc phạm ai cũng giống nhau, đối với bậc hiền, nếu là người tu thì ai xúc phạm mình còn được xem là đang bố thí ba la mật cho mình, vì nó giúp người tu định trong thử thách. Nói như vậy không có nghĩa là kẻ xúc phạm không bị quả báo. Tuy nhiên, ngoài nhân quả thế gian thì cái nghiệp người đó đã thành, kiếp sau hoặc vài kiếp nữa mới bị quả báo khổ nghiệp. Làm sao ông Quang biết sinh cầm thú? Phật lại dạy, nhân ai quả người đó, tại sao một người bị khổ nghiệp mà bắt một đứa trẻ làm cầm thú để trả nghiệp cho cha mẹ chúng được? Chỉ bốn câu kinh thất kinh rùng rợn này, ông Quang đã trà đạp tránh ngữ, tránh tư duy, tránh kiến, tránh nghiệp. Làm sao có tránh tinh tấn, làm sao có thể gọi là tránh pháp, tránh đạo? Chỉ với bốn câu này, ông Quang đã trà đạp toàn bộ giá trị triết lý và tinh thần nhân văn của đạo Phật. Tương tự như khi ông sửa giới, mắng ai phản bội thầy không xứng làm chó, dọa ai xúc phạm chùa ông sẽ bị chư thiên đánh chết. Thưa, chư thiên không có rảnh và chư thiên yêu thương cả những gì tăm tối, họ không cay nghiệt như ông. Đặt tên chùa lấy chữ Phật và chữ Quang có trong tên riêng, dựng tượng hao hao mình, sửa giới tự viết kinh. Trong quan sát cá nhân, tôi thấy ông Quang là người mang tham vọng không đơn giản. Bởi vậy, xin đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ không chỉ thẩm tra các bài thuyết pháp của ông Quang, mà nên thẩm tra toàn bộ hệ thống giáo lý tại chùa Phật Quang. Cá nhân tôi nghĩ rằng ở đó ông Quang không theo đạo Phật, mà chỉ mượn nó để hí lộng nhân quần mà thôi. Angela Phương Trinh, có đại gia xin trả 20.000 đô để gặp tôi 20 phút. Angela Phương Trinh sinh năm 95, từ năm 9 tuổi tham gia phim Kính Vạn Hoa, sau đó là các bộ phim Mùi Ngò Gai, Người Mẹ Nhí. Các bộ phim này đều ăn khách và giúp tên tuổi Angela Phương Trinh ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trưởng thành, Angela Phương Trinh không giữ được sự hồn nhiên và đáng yêu. Từ trang phục hở hang, phản cảm, cặp bồ với đại gia hơn mình hàng chục tuổi, phát ngôn gây sốc, nhận lời chụp quảng cáo nội y vì cát xê cao, rồi bỏ học sớm, cô dần khiến khán giả thất vọng và tiếc nuối. 17 tuổi, cô lấn sân sang làm ca sĩ. Dù tạo được hiệu ứng qua các MV, nhưng giọng ca chưa thật sự nổi bật, khiến khán giả khó lòng chấp nhận vai trò ca sĩ của cô. Thời điểm đó, khi được hỏi về chuyện thường xuyên đi hát và đóng phim nhiều sẽ ảnh hưởng tới chuyện học hành, Angela Phương Trinh hồn nhiên. Tôi vẫn đi học bình thường, tôi may mắn được thầy cô thông cảm, tạo điều kiện. Tôi vẫn đáp ứng việc học ở trường, các bài kiểm tra của tôi vẫn làm đầy đủ. Bây giờ tôi cũng không nhận phim truyền hình nữa vì họ làm theo kiểu mì ăn liền, do đó cũng không mất thời gian. Chỉ khi nào đi diễn xa tôi mới xin phép nghỉ học. Sau khi kết thúc trung học phổ thông, tôi cũng có ý định thi vào một ngành kinh doanh của trường đại học. Tôi muốn theo đuổi ngành kinh doanh vì muốn phát hiện những điều mới mẻ trong bản thân. Năm 2013, khi diễn tại một bar ở Hà Nội, Angela Phương Trinh gây sốc khi mặc jumpsuit phản cảm, bộ trang phục xuyên thấu và màn múa cột của cô bị dư luận chỉ trích dữ dội. Đây được xem là scandal tai tiếng nhất trong sự nghiệp của Angela Phương Trinh. Từ đây cô bị gắn mác gái hư showbiz. Trong một bài phỏng vấn, Angela Phương Trinh tiết lộ có một đại gia sẵn sàng chi 20.000 đô để gặp cô 20 phút, tuy nhiên cô không chấp nhận lời mời này. Angela Phương Trinh, về sau khi nhắc lại phát ngôn từng gây sốc, Angela Phương Trinh bộc bạch, nghĩ lại mới thấy suy nghĩ của mình lúc đó trẻ con, mình nghĩ gì nói đó, không biết sẽ bị ném đá nhiều như vậy. Còn bây giờ có tiền hay không có tiền mới quen được Trinh không còn quan trọng nữa, Trinh cũng chưa muốn yêu ai, bản thân Trinh có thể làm mình vui và hạnh phúc. Vài năm gần đây, cái tên Angela Phương Trinh không còn nổi đình đám như trước, thỉnh thoảng cô mới xuất hiện ở các sự kiện. Thay vào đó, Angela Phương Trinh hướng về Phật Pháp, tích cực làm từ thiện, không còn quan tâm thị phi. Năm 2020, Angela Phương Trinh cho biết cô sẽ ăn chay trọn đời. Ngày 1 tháng 1, con đã phát nguyện ăn chay trọn đời với sự tu tập hạnh từ bi, niềm tin sâu vào nhân quả, tôn trọng mạng sống, tình yêu thương với chúng sinh theo tinh thần. Tình yêu thương đối với chúng sinh theo tinh thần của người con Phật, cô chia sẻ. Nhắc về quá khứ, Angela Phương Trinh thừa nhận, những tháng ngày thích ăn diện, được tặng đồ hiệu, được đi đến những nơi nhộn nhịp phồn hoa đã không còn. Tôi nhận ra mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian và những điều vô nghĩa. May mắn là trong cuộc sống tôi gặp được những người tốt, chỉ ra cho tôi những cái sai mà mình mắc phải. Tôi học cách sống điềm đạm, không giận hờn hay lớn tiếng khi có việc không vừa ý với mình, tiết chế những thói quen cũ để sống với hình ảnh hoàn toàn khác. Cô bộc bạch. Ai trong chúng ta cũng phải già đi và ra đi với đôi bàn tay trắng, hỉ nộ ái ố trốn nhân gian chỉ là hương vị của cuộc sống. Ta đến từ nơi thanh tịnh, ta cũng về nơi thanh tịnh, hà cớ gì phải gom vào mình mọi thứ khi tất cả chỉ là giả tạm. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm tra các bài thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang sau loạt phát ngôn của Angela Phương Trinh.
Theo nguồn tin của phóng viên, Ban Tôn giáo Chính phủ gửi văn bản đề nghị Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm thẩm tra, rà soát, xác minh về những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang bị dư luận phản ánh. Văn bản ghi rõ, nếu những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam Bảo của Phật giáo sẽ phải xử lý nghiêm minh. Trước đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng thông tin những phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội. Cũng liên quan tới các phản ánh về thuyết giảng phản cảm, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông báo về biện pháp xử lý đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức, Tổ đình Hộ Pháp xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vì đã có các phát ngôn và thuyết giảng làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội đã nghiêm cấm Đại Đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức, biệt chúng sám hối tại Tổ đình Hộ Pháp, đồng thời phải sám hối chư tăng và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức trong vòng 1 năm. Sau 1 năm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh, việc hành trì oai nghi, giới luật của Đại Đức Thích Nhuận Đức.